Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng đồ chơi Gashapon. Và Gashapon là gì? Gashapon đó chính là một dòng đồ chơi thuộc về máy xoay trứng. Tức là chúng ta sẽ có một cái máy, bên trong cái máy sẽ chứa rất là nhiều trứng. Và bên trong mỗi một trái trứng nó sẽ chứa một món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Và khi chúng ta bỏ một đồng xu vào, chúng ta xoay ra, nó sẽ rớt ra một trái trứng bất kỳ và ta mở ra để lấy đồ chơi chơi. Và đó chính là Gashapon. Và cái dòng Gashapon thuộc về Super Sentai sẽ được gọi là HG Series. Và hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về Tokuso Sentai Decaranger 2004-2005. Nguyên một set của Decaranger chúng ta sẽ gồm 3 phần: set 1, set 2 và set 3. Ở cái thời điểm nó ra mắt là vào tầm 2004-2005 thì cái giá của nó rất là rẻ, rất là phải chăng các bạn. Tuy nhiên đã qua một thời gian rồi, mười mấy năm rồi, cho nên giá của nó đã có lên. Và thú thực với các bạn rằng tôi không nhớ cái giá tôi mua về là bao nhiêu nữa, tại vì tôi mua về cũng lâu rồi và hôm nay đây tôi mới review thôi, cho nên tôi không nhớ được cái giá của nó rõ ràng là như thế nào. Thôi thì chúng ta không cần quan tâm tới giá nhé, chúng ta chỉ cần quan tâm đồ chơi của nó như thế nào thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về set số 1 trước nha. Còn set số 2, số 3 chúng ta sẽ để qua một bên. Set số 1 của chúng ta mở ra, chúng ta sẽ có những cái tờ bướm như thế này nè các bạn. Nó sẽ cho chúng ta biết được là chọn set số 1 là sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ có 5 cái figure về Decaranger và Decaranger Robo. Tức là chúng ta sẽ có tổng cộng 6 mẫu figure mini. Ok, để qua một bên thôi. Đầu tiên của chúng ta là Deca Print các bạn nhé, màu xanh lá. Chúng ta sẽ gắn vào. Và đây, cái tay cầm súng. Khó đứng lắm các bạn, cho nên chúng ta sẽ có một cái đế như thế này để hỗ trợ nó, giúp cho nó đứng vững hơn. Đó, ok, chúng ta đã xong một mẫu nhé, để qua một bên. Và tiếp đến là mẫu số 2. Mẫu số 2 của chúng ta là Deca Red. Để vào, gắn vào. Chi tiết thể hiện rất là đẹp các bạn. Đây, cầm hai súng thấy không? Và để xem đứng được không? Nó đứng được, tuy nhiên sẽ rất là dễ ngã thấy không? Cho nên chúng ta sẽ để cái này vào để hỗ trợ nó, giúp cho nó đứng vững hơn. Như thế là xong hai mẫu. Tiếp đến. Decabin. Decabin lại đang ngồi nhé. Chi tiết thể hiện rất là tuyệt vời các bạn. Và ngồi cũng rất là vững rồi, tuy nhiên cũng có nè. Chúng ta sẽ gắn vào luôn cho nó đủ bộ ha. Cái đai lưng này nó là chi tiết rời, có thể rớt ra ngoài. Rồi, 3 mẫu sản phẩm. Tiếp đến mẫu sản phẩm số 4, thứ tư của chúng ta. Cái này có lẽ là bị cui ra rồi đó các bạn, chứ không là bình thường nó sẽ nằm ở trong cái bịch cơ. Cái bịch và được ép kín lại, còn cái này là cái bịch đã bị cắt ra rồi. Nhưng không sao, tình trạng vẫn còn đẹp là được. Bây giờ mua mấy cái này, mua để mà đủ đó các bạn, nó rất là khó. Đây, ngồi thì rất là vững rồi ha, nhưng mà chúng ta vẫn nên là để vào cho nó, để cho nó vững hơn. 4 mẫu. Và mẫu thứ 5 là Decaloo. Tôi nói là theo cái số thứ tự thôi nha các bạn. Còn nếu mà theo cái số thứ tự của từng Deca thì Decaloo là số 2. Đây, trên cái áo của nó, chi tiết được sơn rất là kỹ. Cái súng bằng nhựa mềm này, cho nên nó bị cong vênh một chút, không sao cả. Nhưng mà hình ảnh với lại cái bô thế của nó thì rất là đẹp các bạn. Cái này giống như là súng bắn tỉa vậy đó. Rồi, như thế là chúng ta đã xong 6 mẫu. À, 5 mẫu. Lộn. Và mẫu thứ 6 của chúng ta nè. Không cần nói thì các bạn cũng biết rồi, như tôi đã giới thiệu lúc đầu đó. Đây chính là Decaranger Robo. Hai cái phần chân của nó nè. Ồ, tiếc ha, những cái bánh xe này nó không có sơn đen cho chúng ta. Và cầm cái súng trên tay. Không có cái kiếm. Và bây giờ, ta sẽ gắn vào thôi. Chi tiết thì được sơn cũng rất là ok ở trên cái phần thân của nó. Gắn vào. Và nó vẫn cục mịch như phiên bản DX. Phải chi mà cái con này nó tuốt cho nó thon gọn lại hơn thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, như thế là tôi đã giới thiệu xong set số 1 gồm 6 mẫu sản phẩm như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu qua set số 2 các bạn nhé. Và đây là set số 2 của chúng ta. Cũng được đóng gói trong một cái bịch to như thế này. Và tôi sẽ đổ ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ có cái tờ bướm, đây, tờ bướm của nó. Và ở cái mặt này nó sẽ ghi là số 2 nè. Và chúng ta mở ra xem ở bên trong. Chúng ta sẽ có thêm một cái figure của Decaret. Và ở một cái tư thế khác. Và đây là figure Decamaster. Còn đây là Dockybot Ruger.
Còn đây là Deca Rip. Và đây là Deca Pi Robo. Còn đây là cái thằng Rip quái đó các bạn. Gọi nó là Anaroid. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Trước tiên nhất định là cái thằng Rip này nè. Rip rừng. Mặc dù anh ấy là quái vật tiểu tốt, nhưng mà anh ấy có chi tiết cũng rất là ok. Sơ chi tiết lắm các bạn. Còn cái này là cái gì đây? Gắn đâu nhỉ? Để tôi xem lại coi. À, nó gắn vào tay của nó. Tay của nó ta có thể mở ra như thế này nè. Và chúng ta có thể gắn vào đây. Như vậy. Rồi, như vậy là xong một sản phẩm nhé. À, tôi sẽ gắn vào đây để chúng ta đứng vững hơn. Chi tiết được sơn rất là kỹ nè các bạn. Và tiếp đến là một sản phẩm thứ hai của chúng ta. Các bạn biết rồi đó, đây chính là Bot Doggy. Khá là to các bạn. Nó to hơn hẳn các con khác luôn. Và đeo mắt kiến là rất là ngầu nha. Và cái bộ đồ được sơn chi tiết. Đứng thì rất là vững rồi, nhìn cái bàn chân nè, bàn chân chó đứng rất là vững. Nhưng mà vẫn tặng cho chúng ta thêm một cái này để hỗ trợ. Ủa mà hỗ trợ cái gì ta? Nó đứng vững thôi chứ. Thôi ok, chúng ta để qua một bên nhé. Và tiếp đến là siêu nhân DK trắng, chúng ta gọi là DK Rick. Và gắn vào. Gắn vào. À, nó cầm cái tư thế này nè. Xoay để đúng vào. Đây các bạn, đứng cũng được, nhưng mà để cho nó vững hơn thì chúng ta đính cái này vào. Đấy. Xong một sản phẩm nữa. Ba rồi phải không? Chúng ta còn một bịch, hai bịch, ba bịch. Ok, tiếp đến là Decaret. Chúng ta bị dư rồi nhỉ. Nhưng mà không sao, đây là một cái tư thế khác các bạn ạ. Tư thế nào cũng rất là đẹp. Ngồi. Phần đó các bạn. Nhưng mà cũng có nè. Cho nên chúng ta để vào luôn. Thôi khỏi đi ha. Để vào nhìn nó khó chịu quá. Đây. Và một sản phẩm tiếp theo. Đây chính là DK Master các bạn. Và cứ thế mà chúng ta gắn vào thôi. Nhưng mà sản phẩm này thực sự mà nói là ở ngay cái thời điểm mà nó ra mắt á, ra mắt phim á, và nó được bán đầy ra thì nó rẻ lắm các bạn. Nó là dòng đồ chơi rẻ tiền mà. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mua, thứ nhất là không còn rẻ nữa, và thứ hai đó là chúng ta khó kiếm được. Mua một lúc để mà đủ bộ các bạn. Và DK Master của chúng ta, số ở trên người là 100 nè. Cái màu thì tôi thấy nó bị nhạt quá phải không các bạn? Cái một phần màu xanh đó, tôi thấy nó hơi bị nhạt ha. Tôi cũng không biết rõ nữa. Nhưng mà chi tiết thể hiện thì rất là tuyệt vời. Đứng thì cũng rất là vững nè. Nhưng mà chúng ta có cái này để vào để giúp nó đứng vững hơn. À, 2, 4, 5. Và một sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Một cỗ máy robot. Decapay Robot. Đây, gắn vào. À đây. Trời ơi, tưởng bị thiếu chứ. Cái đầu của nó nè các bạn. Và nó sẽ có một cái phần mắt kiến như vậy nè. Tưởng bị thiếu. Và chúng ta gắn vào. Và gắn vào. Đây. Riêng cái con DKB Robo này thì tôi thấy cái phong dáng của nó khá là đẹp. Rồi, như thế là tôi đã giới thiệu đến set số 2 của DK Ranger, gồm 6 mẫu figure. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về set số 3 các bạn nhé. Và đây là set số 3 của chúng ta. Như tôi đã nói đó, là để mua được đủ bộ thì phải mua rất là nhiều nguồn. Nhiều khi là mua chỗ này nó là new, mua ở chỗ này thì nó là hàng second hand. Và như các bạn thấy đó, tôi đã giới thiệu nãy giờ từ set 1 tới set số 3 luôn là hàng second hand không thôi. Nhưng mà cũng may là nó đủ đồ. Còn set 3 này nó vẫn là đủ đồ các bạn. Tuy nhiên nó lại bị thiếu cái tờ bướm, cái tờ rơi. Cho nên chúng ta chỉ có những cái bịch đóng gói như thế này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Thì các bạn nhìn là các bạn biết rồi. Đây chính là DK Ranger khi ở dạng SWAT mod hay là SWAT mod đó các bạn. Đây, mở ra. Ở cái phong dáng này thì rất là ngầu luôn. Như là đặc nhiệm vậy đó các bạn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Gắn sao ta? Ờ đúng rồi, gắn bên đây. Gắn bên đây. Và chúng ta sẽ gắn tay vào. Quá sức ngầu. Và gắn hai cái bàn tay vào. Chỉ cần đứng như thế thôi là đủ đẹp rồi các bạn. Và không vững nha, đứng không vững nha. Để chỉnh lại coi, coi có vững không. Không vững, không vững. Và chúng ta cần phải có cái hỗ trợ này để giúp mọi sản phẩm đứng vững hơn. Rồi, ok rồi, chúng ta để qua một bên các bạn nhé. Đây, và tiếp đến là mẫu số 2 thứ hai là DK Blue khi ở dạng Watch Mod. Để vào. Hợp chưa? Ừ, ok rồi. Sao cái chân nó có vẻ như là nó có cảm giác nó bị cong cong ta. Ngã rồi. Gắn vào. Đây,
cũng có một cái đế giúp cho nó đứng vững hơn. Và rồi, để lùi ra đây. Rồi, tiếp đến là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba là yellow. Yellow số 4 nè, trên áo. Và gắn tay vào, gắn cái nón vào, cái đầu vào, tay vào. Đúng là con gái đứng luôn các bạn, nó sẽ có khác nhé. Đẹp quá. Và cái đế chúng ta sẽ kẹp vào cái chân như thế này. Rồi, ba mẫu. Thật sự với các bạn rằng khi mà tôi đã chơi, tôi đã có, giống như là tôi đã có full bộ DX Decadranger rồi. Và bây giờ sưu tập những cái này cũng thú vị lắm các bạn. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh, chúng ta để ở một góc bàn sưu tập nó cũng khá là thú vị. Và đây là Red, sẽ là một cái tư thế khác nữa. Tại sao không cho nó đứng cái kiểu là đứng nghiêm luôn đi, mà mỗi đứa một tư thế như thế này thì cũng khó ha. Nó không được công bằng cho lắm, nó không được đồng điệu cho lắm, mỗi đứa một tư thế. Và DK Red của chúng ta cầm một cái khẩu súng như thế này. Bên cạnh đó thì hai bên hông còn đeo thêm hai cái khẩu súng nữa, trang bị quá trời. Và để vào bốn mẫu sản phẩm rồi. Và tiếp đến là chiến binh cuối cùng. Kẹp vào, xong, chiến binh thứ 5. Và mẫu robot cuối cùng của chúng ta ở 3 set luôn, 3 set Gasabon Deca Ranger là Deca Win. Đây, gắn vào đây bên phải và hồng ở bên trái. Và gắn tay vào. Súng nè, cầm súng trên tay. Và cái phong dáng cũng rất là đẹp đó các bạn. Không tệ, chỉ có con Deca Ranger Robo là cái phong dáng của nó như DX, cho nên nhìn nó hơi bị cục mịch một chút. Và gắn vào. Và hơi bị tiếc ha các bạn ha. Nếu như nó cho chúng ta thêm một mẫu figure về Deca Bay thì nó sẽ là trọn vẹn hơn. Nhưng đáng tiếc ở đây thì nó không có, nó chỉ có như đây thôi. Và đây là set số 3 của chúng ta, 2, 4, 6 mẫu, gồm 5 mẫu figure là Squad Mob, còn 1 mẫu là Deca Win Robo. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Riêng cá nhân của tôi về màu sắc sơn thì các bạn thấy đó, nó cũng nhỏ thôi chứ không có to đâu, nhưng sơn cũng rất là chi tiết như từng cái logo ở trên cái áo của các DK Ranger nè các bạn, là nó sơn luôn, rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ các bạn. Còn phiên bản Squad Mod này, wow, tuyệt vời, không thể nào chê vào đâu được. Còn các mẫu robo thì chỉ có DK Ranger Robo là cái phong dáng của nó hơi bị tù một chút, nó có cảm giác là ú mập mập lùng lùng. Còn DK Bay và DK Queen Robo nó thon gọn hơn rất là nhiều. Và cả Bot Doggy của chúng ta nữa, sơn cũng rất là đẹp các bạn. Các bạn có ý kiến gì về một sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.